nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tạo bóng mát, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 168 về trồng cây nhân dân giai đoạn 2022-2025, phấn đấu trồng khoảng 43.000 cây nhân dân các loại. Những năm gần đây, khi đi qua xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, mọi người đều ấn tượng về những hàng hoa giấy mọc lên cứ sau mỗi tuyến đường mới được hoàn thành. Toàn bộ những bồn hoa này đều là nguồn xã hội hóa do nhân dân đóng góp với trị giá gần 1 triệu đồng mỗi bồn. Màu xanh của cây lá cùng với sắc màu của hoa giấy đã khoác lên miền quê nông thôn mới này những gam màu tươi sáng hơn. Bà con thôn Long Cầu đã cùng nhau xây dựng cái tuyến đường rất đẹp, dùng cây cảnh, nó thay đổi với cái không khí. Cái môi trường thì phải nói rất trong sạch, không những là ở đường làng mà trong gia đình nhiều những cái nhà các cụ già của chúng tôi là đều có cây cảnh, hoa lá rất vui tươi. Đường hoa được như ngày hôm nay là trong cấp ủy ban chỉ huy chúng tôi đã phân công từ 3 đến 4 đồng chí kết hợp ban công tác mặt trận cùng chăm sóc cây cảnh theo định kỳ và đã cắt tỉa, chăm bón, tưới phân để cho cây được xanh đẹp. Không chỉ ở vùng nông thôn, nhiều khu công nghiệp, khu đô thị của Hưng Yên cũng đã và đang được quan tâm phủ xanh bằng hệ thống cây xanh mát. Phong trào trồng cây mùa xuân đã tạo cảnh quan xanh sạch đẹp đường phố, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, đường làng ngõ xóm, góp phần thay đổi diện mạo phố phường, khu dân cư nông thôn mới của các địa phương. Năm 2021, toàn tỉnh trồng được trên 226.000 cây, các huyện, thị xã, thành phố đều trồng vượt kế hoạch đề ra. Xã Tân Dân là mỗi năm trồng 200 cây xanh, các đường ngõ và đường xóm là đều trồng cây xanh để đảm bảo về môi trường xanh sạch đẹp. Điểm nhấn của việc trồng cây nhân dân năm 2022 là chúng tôi tập trung vào các tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu để xây dựng những cái tuyến đường xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Và cái điểm thứ hai nữa là cái việc trồng cây nhân dân này sẽ góp phần vào xây dựng, thực hiện cái đề án xây dựng huyện Phù Cừ trở thành huyện nông thôn kiểu mẫu. Huyện Yên Mỹ chúng tôi xác định những cái tuyến đường được đầu tư đến đâu thì sẽ có cây xanh, cây bóng mát đến đấy để vừa tạo cái cảnh quan, vừa bảo vệ môi trường. Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, ngày 8 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 168 về trồng cây nhân dân giai đoạn 2022-2025. Phấn đấu trong khoảng thời gian này sẽ trồng gần 43.000 cây nhân dân các loại tại 186 tuyến đường, 168 khu cụm công nghiệp, khu đô thị mới và 162 khu vực công cộng. Với việc quyết tâm thực hiện kế hoạch, những tuyến đường mới được đầu tư nâng cấp mở rộng trên địa bàn tỉnh hứa hẹn sẽ được khoác lên mình diện mạo mới bởi những hàng cây kèn hồng, bàng Đài Loan, bằng lăng, Osaka hoa vàng và hoa ban Tây Bắc. Với tính năng cải thiện môi trường không khí và khí hậu rất tốt trên các tuyến đường bộ, cây xanh ngày càng có vai trò quan trọng và trở thành yếu tố cần có cho những đoạn đường đi qua khu vực dân cư và trong phát triển giao thông bền vững. Việc trồng và quản lý cây xanh trên các tuyến đường một cách hợp lý còn góp phần tạo nên nét độc đáo và điểm nhấn cho công trình giao thông.